Xin chào các em, ở trong video ngày hôm nay, mời các em chúng ta tiếp bài tập trong cuốn Bài tập hàng ngày Toán 3 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống nhé. Chúng ta cùng với thầy vào bài học 6 nhé, là chúng ta đi ôn tập về bảng nhân 4, bảng chia 4. 1. Phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Kết quả của phép tính 4 x 7 là, dễ dàng ta chọn được đáp án B, 4 x 7 bằng 28 đúng không? Câu 2. Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả nhỏ nhất là, ở đây chúng ta sẽ ghi các kết quả ở phía dưới nhé. 4 x 2 bằng 8 này. 40 chia 4 thì bằng 10. 3 x 4 bằng 12. 36 chia 4 thì bằng 9. Ở đây đề bài hỏi chúng ta là phép tính có kết quả nhỏ nhất là, vậy chúng ta chọn cho thầy đó là đáp án A đúng không? 4 x 2 bằng 8 là kết quả nhỏ nhất. Câu số 3. Cho dãy số 40, 36, 32, 28, ba số tiếp theo cần điền này. Và số ba số cuối là 12, 8, 4. Các số thích hợp điền vào chỗ chấm lần lượt là. Thì ở đây chúng ta phải nhìn ra cái quy luật của dãy số này đúng không? Thì đó chính là các số bị chia giảm dần ở trong bảng chia 4 đúng không? 40 này, 36 này, 32, 28, giờ đến 24 đúng không? Rồi 20, 16, 12, 8, 4 đúng không? Đấy, nếu các bạn thuộc bảng chia 4 thì chúng ta dễ dàng điền được cho thầy ba số là 24, 20, 16. Chúng ta chọn cho thầy đáp án C. Câu 4. Nhà hoa có 7 chuồng thỏ, mỗi chuồng có 4 con. Vậy số thỏ nhà hoa có là? Ở trong bài này chúng ta dùng phép tính nhân thôi. Mỗi chuồng có 4 con thỏ này, nhân với 7 chuồng, nhân với 7 lần lên, 4 x 7 bằng 28 con, đúng chưa ạ? Vậy ta chọn cho thầy đó là đáp án A. Chúng ta cùng đến với câu 5. Các bạn học sinh lớp 3C ngồi vừa đủ 8 bàn học, mỗi bàn có 4 bạn ngồi. Vậy số học sinh lớp 3C có là? Trong câu này thì chúng ta cũng sẽ dùng phép tính nhân tương tự như câu 4 thôi, ý tưởng tương tự câu 4 thôi nhé. Mỗi bàn có 4 bạn ngồi này, có 8 bàn chúng ta nhân với 8 lần lên thì sẽ ra là bằng 32 bạn học sinh. Chúng ta chọn lời đáp án D. Mời các em chúng ta chuyển sang hai lớn phần tự luận. Bài 1 tính. Trong bài này chúng ta sẽ đi rèn luyện bảng nhân 4, bảng chia 4 thôi. 4 x 1 bằng 4. 4 x 3 bằng 12. 4 x 5 bằng 20. 4 x 7 bằng 28. 4 x 2 bằng 8. 4 x 4 bằng 16, 4 x 6 bằng 24, 4 x 8 bằng 32, 4 chia 4 bằng 1, 12 chia 4 bằng 3, 20 chia 4 bằng 5, 28 chia 4 bằng 7, 8 chia 4 bằng 2, 16 chia 4 bằng 4, 24 chia 4 bằng 6, 32 chia 4 bằng 8. Với cái bài 1 rèn luyện về bảng nhân 4, bảng chia 4 này, khi các em làm, các em cố gắng làm chậm thôi, tránh nhầm nhé, bởi vì là các phép tính nhân chia này nó không theo thứ tự như trong bảng nhân, bảng chia đúng không? Rồi, như vậy chúng ta đã cùng với thầy xong bài 1 rồi. Chúng ta cùng đến với bài 2 nhé. Tính 4kg nhân 9. Thì ở đây chúng ta thấy rằng có các phép nhân, phép chia liên quan đơn vị đo rồi đúng không? Thì không vấn đề gì cả, chúng ta cứ thực hiện phép nhân chia bình thường. 4kg nhân 9 thì chúng ta cứ lấy 4 x 9 trước, 4 x 9 bằng 36 đúng không? Và thêm đơn vị kg nữa là xong, được chưa? Nào, chúng ta cùng làm thôi. 4kg x 9 này, 4 x 9 bằng 36 này, thêm đơn vị kg nữa là xong. Tiếp theo nào, 4 dm x 10, thì 4 x 10 bằng 40, thêm đơn vị dm nữa là xong. 4 lít x 4, 4 x 4 bằng 16, thêm đơn vị lít nữa. 36km chia 4 thì lấy 36 chia 4 bằng 9, và thêm đơn vị km. 40cm chia 4, ta lấy 40 chia 4 trước thì bằng 10, và thêm đơn vị cm nữa là xong. Cuối cùng nè, 28 lít chia 4 thì ta lấy 28 chia 4 thì bằng 7 đúng không? Và thêm đơn vị lít nữa là xong. Như vậy chúng ta đã xong bài 2 rồi. Chúng ta cùng đến bài 3. Số ở chấm.
Ở đây chúng ta phải đi thực hiện lần lượt các phép tính từ trái sang phải nhé. 12 chia 3 bằng 4. Rồi 4 x 9 bằng 36. Đấy, chúng ta đã hiểu cách làm chưa? Tiếp tục nhé. 3 x 8 bằng 24. 24 chia 4 bằng 6. Nào, dãy phép tính tiếp theo nào. 32 chia 4 bằng 8. 8 chia 4 bằng 2. Nào, dãy phép tính cuối cùng nhé. 2 x 10 bằng 20. 20 chia 4 bằng 5. Xong chưa? Như vậy chúng ta đã xong bài 3 rồi. Chúng ta cùng chuyển sang bài 4 nhé. Một bài toán có lời văn. Trong giờ thể dục, các bạn học sinh lớp 3B xếp thành 9 hàng dọc đều nhau. Mỗi hàng có 4 học sinh. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu học sinh? Trong bài 4 này chúng ta sẽ dùng phép tính nhân. Bởi vì là mỗi hàng có 4 bạn này. Có 9 hàng ta nhân với 9 lần lên thì sẽ ra số bạn học sinh là 4 x 9 bằng 36. Đúng chưa? Đây là phép tính. Chúng ta sẽ đi trình bày lời văn như sau. Lớp 3B có số học sinh là. Vậy phép tính nó là 4 x 9. Mỗi hàng có 4 bạn này nhân với 9 hàng đúng không? 4 x 9 bằng 36. Đơn vị là học sinh. Và đáp số chúng ta ghi thời là 36 học sinh. Như vậy chúng ta đã xong bài 4. Chúng ta cùng đến với bài 5 nhé. Chậu nước nhà An đựng được 40 lít nước. Hôm nay An dùng chiếc xô 4 lít giúp mẹ xách nước đổ vào chậu. Hỏi An cần xách bao nhiêu số nước để chậu đầy? Bây giờ các em dựa vào các số liệu để cho này và quan sát cả bức tranh để chúng ta tư duy ngay cho thầy đến phép tính là gì đây. À, mỗi lần bạn An bạn xách được 4 lít nước. Mỗi lần bạn xách được 4 lít nước này. Bạn nhân với số lần, tức là phải nhân với số xô nước bạn xách được đúng không? Thì sẽ ra bao nhiêu lít nước để chậu đầy nhỉ? À, sẽ ra 40. Vậy chúng ta phải tìm cái dấu hỏi chấm này thì sẽ ra số xô nước đúng không? Cái dấu hỏi chấm này chính là thừa số chưa biết thì sẽ bằng tích là 40. Chúng ta chia thừa số đã biết là chia 4. À, bây giờ bảng chia 4 chúng ta vận dụng vào. Hỏi chấm sẽ bằng gì? À, sẽ bằng 10 thôi. Đấy, đấy là phép tính ở trong bài này. Bây giờ chúng ta sẽ đi trình bày lời văn như sau nhé. An cần xách số xô nước để chậu đầy là. Đấy, phép tính mình có ở đây là 40. Chia 4. Thì sẽ bằng 10. Chúng ta ghi đơn vị cho thầy là xô. Vậy đáp số cho thầy là 10 xô nước. Như vậy các em đã cùng với thầy làm xong bài 5, cũng là bài cuối cùng trong bài học 6. Chúng ta đi rèn luyện các bài tập về bảng nhân 4, bảng chia 4. Thầy hẹn gặp lại các em ở trong các video bài học tiếp theo.